Mật mã phàm thân của mình sư. Chào quý vị. Quý vị khỏe không? Giày của tôi rất sạch, tôi vào được không? Dạ được. Phải, phải, nhìn đẹp. Quần áo mới. Không, giày mới. Mọi người ổn chứ? Quần áo đại hàng. Rất đẹp, mua từ siêu thị. Chào quý vị. Mọi người vui chứ? Dạ vui. Đói bụng không? Dạ không. Không đói. Dạ không. Thật sao? Không đói. Đói hay không đói? Dạ đói. Dạ không. Không. Họ nói không đói. Tốt, tốt. Sao đông người thế? Lý do? Làm ơn vặn nó lớn hơn được không? Lớn hơn. Làm ơn. Lớn hơn. Giọng tôi không lớn lắm đâu. Làm ơn vặn nó lớn hơn. Người Âu Châu cũng ở đây hết hả? Trời ơi. Và tất cả người xuất gia. Quý vị muốn ăn gì không? Dạ muốn. Muốn. Một chút thôi nha. Chỉ một chút thôi. Bánh thần chay. Ăn một chút đi. À, đi vòng vòng. Ăn xong, quý vị sẽ tỉnh táo ra. Cái gì đây? Sữa đậu nành. Tốt cho mấy nhà sư. Cái gì đây? Giá nho. À, nho. Tốt cho mấy ni cô. Chia nhau, chia nhau. Thêm một cái nữa đây. Ăn chung. Tượng trưng thôi nha. Không phải tôi có mọi thứ ở đây. Cái gì đây? Trà xăm hả? Không phải, nước chanh. Xin lỗi nha. Cái này ngon. Không có đường. Họ không muốn ta mặc. Thích quần áo mới của tôi không? Dạ thích. Trông sư phụ đẹp lắm. Cái này tôi đi với chợ bán sỉ đại hàng. À, rất đẹp, rẻ. 2.5 đô một thước. 2.5 đô à? 2.5 đô. Khoảng 25.000 đồng Việt Nam. 25.000 đồng. Một thước. Không mắc ha. Dạ. Tôi tự vẽ kiểu. Thoải mái. Rẻ. Quần áo đại hàng rất đẹp. Dạ. Tôi phát hiện ra đẹp lắm. Tôi mang về Đài Loan Formosa mấy bộ. Quần áo đạo sĩ vui. Sau bao lâu họ sẽ được mặc đồ thoải mái. Từ đâu đến? Tất cả những người này từ đâu đến? Hán Thành. Tôi biết một số người từ trung tâm Vĩnh Đồng. Từ Hán Thành thôi sao? Không ha. Busan. Busan giơ tay lên.
Daegu, Daegu, Busan, Daegu. Được rồi, Daegu. Busan, Daejeon, Gwangju. À, Gwangju, Gwangju, Gwangju. Gwangju, Gwangju. Busan, Busan. Kimchi. Gwangju. Kim chi? Tiền nhân sâm. Thôi được rồi, quý vị thiền tốt không? Gia tốt, chặt chọi quá. Bình thường đâu có chặt. Hôm nay thôi đúng không? Dạ đúng. Dạ. Mấy người khác di cư đến Hán Thành bất hợp pháp. Từ Busan và... This is not your center. Đây đâu phải trung tâm của quý vị. Có thị thực không mà tới đây? Okay. Rồi, có and hỏi gì không? Tối qua không có đủ thời gian. Quý vị có thể hỏi lại. Nếu có câu hỏi tương tự thì về coi cuốn băng vừa rồi. Hỏi mấy câu nào mới, thú vị. Mấy câu cũ rất chán lắm. Được rồi. Ai hỏi thì giơ tay lẹ lẹ lên. Chứ chúng ta không có đủ thời giờ để cho người khác hỏi. Truyền, truyền đi. Không sao. Ngồi được, không sao. Khi con thiền, con cảm thấy có áp lực ở mắt trí huệ của con thắc mắc, không biết có sự liên quan nào giữa áp lực với việc mở mắt trí huệ hay không? Không, không phải. Mắt huệ đã mở rồi. Có điều, nhiều khi mình tập trung, nhưng tạo áp lực mạnh quá, nên cảm thấy hơi căng, hoặc đau chỗ này. Hãy thả lỏng, hãy thư giãn. Thư giãn như đang vui chơi, hãy bỏ xuống tất cả mọi thứ trên đời. Thả lỏng rồi nhớ chỗ này. Dễ lắm, thật đó. Quên hết mọi thứ bên ngoài là quý vị vào trong thiền. Gọi cần ép mình làm chi? Cho nó nhức đầu. Rất dễ. Chỉ cần nhắm mắt. Quên hết bên ngoài là quý vị đi vào thế giới bên trong. Vào thế giới thật ngay lập tức. Rất dễ. Không sao. Ít ra đau một chút ở đây, nghĩa là mình biết mình đang tập trung tốt và không nghĩ gì khác. Ít ra như vậy cũng tốt. À, cố gắng thả lỏng chút nữa. Dạ, cảm ơn sư phụ. Người kế tiếp. Sao không hỏi mấy câu vui vui giống như kỳ trước nữa? Trung tâm Gwangju nằm dưới lòng đất. Trung tâm tọa lạc dưới lòng đất và trên mặt đất có gì khác nhau không ạ? Không, không vấn đề gì. Nó ở đây, không có mặt đất. Con xin hỏi một câu ạ. Có một câu chuyện đẹp về mối quan hệ thầy trò giữa Yogananda và Milarepa. Yogananda, Milarepa. Đó là câu chuyện tình thương rất đẹp và con cảm thấy nó còn đẹp hơn tình thương giữa cha mẹ và con cái hoặc giữa anh chị em. Và con thấy nhiều lần rằng vị minh sư đã cứu đệ tử trong câu chuyện. Có một số người xung quanh con chưa tâm ấn, nhưng rất thành tâm,
Và con biết vài người đã thọ tâm ấn nhưng bây giờ vẫn tìm thầy khác. Con xin hỏi sư phụ, bất kể sư phụ có truyền tâm ấn hay không, tiêu chuẩn của Ngài so với các minh sư như Yogananda hoặc Milarepa hay là Babaji, những tiêu chuẩn hướng dẫn đệ tử là gì ạ? Yogananda or Milarepa or Babaji, they have many stories about devoting themselves in loving their initiate disciples. For you, what is the criteria or standard for taking care of and loving your disciples? Is it whether he is initiated or not, or do you have any standard for that? Standard for what? Tiêu chuẩn cho cái gì? Hết lòng chăm sóc cho người khác. Ý quý vị nói là tôi chăm sóc cho quý vị chưa đủ hả? Con sẽ nói đơn giản. Có người xung quanh con chưa thọ tâm ấn, nhưng rất thành tâm và tốt. Nhưng có người đã thọ tâm ấn rồi, nhưng vẫn không thiền, mà là đi tìm thầy khác. But those who didn't get initiation, they are very sincerely doing something. So now, how do you discriminate them? I don't discriminate against anybody. Tôi không phân biệt ai hết. If they want to be sincere and want Nếu họ muốn thành tâm, muốn biết họ là Phật, đó là sự chọn lựa của họ. Nếu họ không muốn thành tâm và không muốn biết chính họ là Phật, thì đó là chuyện của họ. Tôi chỉ cho họ biết con đường thôi, họ làm hay không làm. Đó là sự tự do chọn lựa của họ. Có liên quan gì tới Yogananda và Babaji đâu? Khi con thấy Yogananda và Babaji liều mạng để bảo vệ các đệ tử của họ, con rất hiếu kỳ về mối quan hệ giữa thầy và trò. Ai là người đặc biệt? Babaji và Yogananda. Cả hai đều có mối quan hệ đặc biệt với đệ tử của họ. Bao nhiêu người có mối quan hệ đặc biệt? Babaji chỉ có một thôi. Một người đặc biệt. Và người đặc biệt đó chỉ có một, đó là Yogananda. Hai người đặc biệt. Nếu quý vị muốn đặc biệt, thì quý vị phải đặc biệt. Như Phật có mối quan hệ đặc biệt với Anand. Ví dụ, Chúa Giê-xu có mối quan hệ đặc biệt với Phê-rô, Thánh Phê-rô. Đối với tôi, quý vị, ai cũng rất là đặc biệt. Bởi vậy, tôi giúp mỗi quý vị trở thành thầy, không phải đệ tử. Quý vị có thể dạy người khác được rồi, bởi vì quý vị có thể niệm tốt, lực lượng tốt. Tôi không giúp quý vị thành đệ tử đặc biệt, mà giúp quý vị thành vị thầy đặc biệt. Quý vị đọc quá nhiều sách vở, xem quá nhiều truyền hình. Đôi khi sách tâm linh lãng mạn tốt ở chỗ. Là nó gợi lên sự khao khát của quý vị. Nhưng bên trong quý vị đã có mối quan hệ rất đặc biệt rồi. Nhiều quý vị thấy sư phụ đến nhà mình
Chăm sóc quý vị bằng nhiều cách. Bao nhiêu đệ tử thấy Ngài Babaji hay Yogananda hoặc sư phụ của họ làm như thế? Chỉ có vài người thôi. Cho nên hãy vui hưởng phước lành của mình. Đừng so sánh. Vì không thể so sánh. Không có ai hơn được quý vị. Rất đặc biệt. À, vui chưa? Quý vị không biết chứ sư phụ thương quý vị vô cùng, thương mỗi người nhiều vô cùng. Cho dù quý vị có mù, điếc, không thấy sư phụ, không nghe được sư phụ, nhưng sư phụ vẫn chăm sóc như thường. Thành ra khi bỗng nhiên quý vị thấy mình hết bệnh, hay là bỗng nhiên có vài điều thần kỳ xảy ra, quý vị nghĩ, ồ, tự nhiên thôi, có lẽ có gì đó. Không đâu, sư phụ lúc nào cũng chăm sóc. Nó không xảy ra. Quý vị không thấy đó thôi, chứ không tự nhiên xảy ra đâu. À, đừng lo. Quý vị rất đặc biệt hơn bất kỳ đệ tử nào của các vị minh sư khác trong toàn bộ lịch sử. À, muốn nói hả? Cô ấy, phải, đưa micro cho cô ấy. Ở đây chứ. Làm ơn. Hãy để tất cả phụ nữ nói rồi, nam giới nói sao. Có lẽ phụ nữ trước để thay đổi nữa chút. Đôi khi con không thể phán đoán. Mở đèn, xanh, làm cho nó chuyển xanh trước. Nó mở à? Quý vị thử như thế này. Phải. Đôi khi con không giỏi phán đoán. Con cảm thấy con có định nghiệp với một người nào đó. Khi người đó cứ đòi hỏi con điều gì đó, con không thể không cho. Dù biết rằng điều đó sẽ hại con ước mình có thể cho đi tất cả để cho xong hết nghiệp. Nếu con cho người đó trước nhiều hơn mức họ yêu cầu, có phải nghiệp sẽ kết thúc nhanh chóng không? Sometimes I'm very confused about the fixed karma. I feel that I have some fixed karma with a certain person, and the person always requests me so many things. Người đó làm sao? Đòi hỏi con đủ thứ. Đòi hỏi cô ấy đủ thứ. Dạ, đúng. Rồi con cảm thấy đó là định nghiệp của hai người, con muốn xóa bỏ hết định nghiệp. Nhưng có thể nào con cho người đó nhiều hơn họ muốn, cho rất nhiều, để định nghiệp có thể được tiêu trừ sớm hơn. Nếu cho nhiều hơn, thì dễ tiêu trừ hơn. Đúng không? Phải hỏi như thế không? Dạ đúng. Dạ sớm hơn thời hạn. Tôi không biết cô có bao nhiêu, cô hãy cảm nhận bên trong. You have, you just feel inside, okay? Hiểu không? Trực giác. Once you have enough, you khi nào đủ, cô sẽ đủ rồi, cô cảm thấy đủ rồi. It's okay. Không sao. Nếu người ta đòi thì mình cho, cũng được. Nhưng phải coi cái đó có hợp lý không? Cô sẽ biết, sẽ biết. Thời điểm sẽ tới, cô sẽ biết chính xác. Được rồi. Con xin hỏi một câu. Giơ tay lên. Rồi. Nói đi.
Thưa sư phụ, khi thiền con cảm thấy phần trên thân thể dường như trở thành màu bạc rồi biến mất hoàn toàn. I feel like my upper body becomes silver and it disappears. How about that? That's cool. Vậy là tuệ chỉ là một trong những thể nghiệm. It's okay. Không sao đâu. Trước đây còn tu theo một pháp khác được 8 năm. Rồi con nghe nói pháp môn này giúp khai ngộ nhanh, nên con đã thọ tâm ấn vào ngày 14 tháng 5. Nhưng việc thiền quán quang của con không tiến triển tốt, nên con không biết bây giờ sư phụ có thể giúp con tập trung không? Vì mới tu nên con không biết. I'm a new initiate. Before that, I had practiced another method for 8 years, and now I learned Quan Quang. But when I do Quan Quang, it's difficult for me to do the Quan Quang. Is it possible for you to open my Quan Quang method so I can really experience it right now? Nhắm mắt lại, thiền bây giờ đi. Núm găng của miếng răng là gì chưa? Ngay bây giờ. Quên pháp cũ đi, hiểu không? Tập trung vào pháp mới, pháp này. Rất đơn giản. Quên hết mọi thứ và nhớ mắt trí huệ. Rồi, người kế tiếp. Trong nhóm chúng con có một đồng tu. Anh ấy đã thọ tâm ấn vào tháng 4 năm 97 khi sư phụ đến dự lễ khai mạc nhà hàng chay thuần chay của chúng con. Vì cha mẹ anh mang nghiệp sát nặng nề, anh thường có hành vi bạo lực trong khi làm việc với đồng sự. Và trong kỳ bế quan tại Vĩnh Đồng vào năm 98, anh ấy đã tìm cách vào trung tâm mà không có thẻ tâm ấn. Anh ấy gặp rắc rối với hộ pháp. Sau đó thẻ tâm ấn của anh bị tịch thu và anh không được phép vào trung tâm. Anh ấy vẫn rất háo hức được cộng tu với chúng con tại trung tâm. Lần này anh ấy lại đến, nhưng anh ấy không thể tham dự vì không có thẻ tâm ấn. Anh ấy nhờ con chuyển lời của anh đến sư phụ, nên con đang hỏi đây ạ. Tiếng Đại Hàn nói dài quá. Anh dịch có hết không đó? Hay anh chỉ tóm tắt lại? Tại họ nói dài quá mà anh dịch có bấy nhiêu thôi. There is a brother in Korea. His parents has killing karma a lot. So he has some troubles after initiation. So he have conflict with other brothers and sisters often. So for example, one of them is that the 2 years ago there was a Yangdong retreat. He wanted to join the retreat without an ID card, and he was rejected. And after that, also his ID card was taken away. Now he would like to send a message to this sister that he want to join us again. Why does he go without? Sao đi mà không mang thẻ? Vì một chứng đó không có. Thẻ của anh ta có bị lấy trước đó không? Also he was. Ngoài ra anh ấy còn đánh nhau với hộ pháp tại nơi bế quan. Lý do gì mà anh ta phải làm điều đó? Anh ấy muốn tham dự bế quan mà không có thẻ tâm ấn và bị hộ pháp chặn lại. Thế là anh ấy đã cãi vã với hộ pháp. Vì vậy lần sau anh ấy quay lại với thẻ tâm ấn thì họ tịch thu ngay tại chỗ.
Sau đó, anh ấy không thể vào trung tâm. Quên thẻ hả? Dạ vâng, vì anh ấy, anh ta để quên nhà. Dạ, vì vậy anh ấy đã xung đột với hộ pháp. Được rồi, được rồi. Lúc đó anh ta quên mang theo thẻ à? Dạ không, liên lạc viên đã lấy thẻ tâm ấn. Con biết bây giờ liên lạc viên đang giữ. He took the ID card again to the retreat, but he was again rejected. Now the ID card is held by contact person. Liên lạc viên là ai? Hộ pháp ở đâu? Ai là người đã đánh nhau với anh ta? Tôi phải biết đầy đủ. Đôi khi có những hoàn cảnh đặc biệt. Ai là liên lạc viên biết chuyện này? Có hộ pháp nào đó đánh nhau? Anh là liên lạc viên đó hả? Lúc đầu, tại sao anh ta đến mà không có thẻ? Anh ta để quên thẻ ở nhà hả? Hay là anh ta chỉ muốn làm khó? Anh ấy không được phép tham dự bởi vì anh ấy đã gây rắc rối ở đó. Tại trung tâm Hán Thành, anh ấy gây rắc rối trong nhà bếp của trung tâm, nên còn không cho anh ấy tham dự. He made some trouble in Seoul Center, so the contact person didn't allow him to join the retreat. Không, tôi hỏi về việc đầu tiên tại sao anh ta đến mà không có thẻ. 그때 영동에 입문할 때, 아, 저기 뭐 선행사 갈 때 왜 아이디 안 가지고 갔냐고요. 그것만 대답해. Lúc đầu anh ta quên thẻ ở nhà hả? 처음에 갔을 때 잊어버린 거예요. Dạ, lúc đầu anh ấy nói. Anh ấy để quên ở nhà, sau đó anh ấy quay lại với thẻ. The first time he forgot the ID at home. Và rồi hộ pháp không cho anh ta vào. Dạ phải. Và họ có xung đột đánh nhau sau đó hoặc một chút. Một chút gì đánh nhau? Dạ đánh nhau. Ý quý vị là đánh võ hả? Ôi chào. Dạ một chút đại khái vậy. Phải là Taekwondo Đại Huyền Đạo. Taekwondo Đại Huyền Đạo. Dạ Taekwondo Đại Huyền Đạo. Có phải vậy không? Bởi vì hộ pháp không cho anh ta vô bế quan nên mới có vấn đề như thế. Anh ta quên thẻ hả? Dạ anh ấy quên thẻ. Thế thì hộ pháp nên để anh ta đứng đó đợi để kiểm tra. Có khi người ta quên thẻ. Tôi cảm ơn hộ pháp thi hành nhiệm vụ nghiêm ngặt, nhưng đôi khi người ta quên thẻ thôi. Thì bảo họ, sao không ở đó chờ liên lạc viên? Có lẽ nếu anh được nhận diện và anh tốt, thì chúng tôi cho anh vô, thay vì đuổi họ đi ngay. Cha mẹ anh ta sát sanh, không có liên quan gì tới anh ta. Có thể anh ta bị cộng nghiệp và chịu khổ, nhưng đó là đời anh ta. Chúng ta không nên có thành kiến về quá khứ của bất cứ ai. Chúng ta nên biết rằng người này sinh ra trong gia đình sát sanh mà họ vẫn quay đầu lại đến quy y Phật Pháp. Thì chúng ta nên chào đón họ và giúp đỡ họ. Vì một khi bị hất hủi, anh ta cảm thấy rất buồn, cảm thấy rất thất vọng, rồi có chuyện xảy ra. Và một khi anh ta có kiểu xung đột với mọi người, rồi người kế lại càng có thêm thành kiến đối với anh ta, rồi họ đi nói với liên lạc viên, rồi liên lạc viên cũng có tội anh ta, thế là anh ta tiêu luôn. Một khi nghe lời này tiếng nọ thì anh ta sẽ ngày càng bị tệ hơn. Thì dĩ nhiên anh ta sẽ cảm thấy bực dọc. Dù sao tôi không nói anh ta đúng.
Nhưng hai cái sai không làm nên một cái đúng. Cho nên tôi cũng thật sự không biết tình cảnh ra sao, anh ta xấu thế nào và xử sự thô lỗ ra sao. Nhưng sự thật là anh ta vẫn muốn gia nhập, muốn cộng tu trở lại với chúng ta. Thì nên cho anh ta thêm một cơ hội. Nếu anh ta chưa phạm giới luật nào và nếu anh ta trở nên khá hơn, quý vị nên cho anh ta một cơ hội và thật sự quên đi. Đừng nhớ tới việc xô xát nữa. Rồi có lẽ anh ta sẽ cố gắng một lần nữa. Cho nên tôi cũng thật sự không biết tình cảnh ra sao, anh ta xấu thế nào và xử sự thô lỗ ra sao. Nhưng sự thật là anh ta vẫn muốn gia nhập, muốn cộng tu trở lại với chúng ta. Thì nên cho anh ta thêm một cơ hội. Nếu anh ta chưa phạm giới luật nào và nếu anh ta trở nên khá hơn, quý vị nên cho anh ta một cơ hội và thật sự quên đi. Đừng nhớ tới việc xô xát nữa. Rồi có lẽ anh ta sẽ cố gắng một lần nữa. 네, 물론 그 사람이 얼마나 나빴는지 얼마나 무례했는지 모르겠습니다. 하지만 그 사람이 이렇게 다시 우리한테 오고 싶어 하니까 우리가 그 사람한테 이렇게 모든 걸 다 이렇게 잊어주고 다시 한번 오라고 기회를 줘야 할 것 같습니다. Dĩ nhiên đàn ông đôi khi nói chuyện thô lỗ cọc cằn hơn phụ nữ, nên khó cho đàn ông hòa thuận với đàn ông. Chúng ta trong nhóm tu hành không giống như luật pháp chính phủ hay là cảnh sát, mà một khi người nào phạm pháp, họ bị xuống dốc càng ngày càng tệ. Họ không có cơ hội ngẩng đầu lên chỉ vì thành kiến, vì hội đồng xét xử, vì bằng chứng hay bất cứ gì chống lại họ hoặc vì xã hội lên án. Cho nên chúng ta tha thứ cho người ta. 다르게 경찰이나 어떤 그 정부나 이런 쪽에서 하는 거는 한 사람을 일단 죄를 저지르면은 그 사람한테 무슨 죄 그 주의 편견과 그 사람의 무슨 증거와 여러 가지 있어가지고 사회적인 편견 같은 게 생겨서 그 사람을 한번 떨어뜨리고 나면 그 사람이 계속 그런 모든 것에 헤매 그 얽매여가지고 다시 벗어나기 힘들지만 우리는 그렇지 않습니다. Một khi họ đi vô là mình thật sự tha thứ, quên hết. Đừng nói, này, anh có biết hồi đó anh xấu xa lắm. Anh đã làm thế này thế kia và tôi đang trông chừng anh đó. Đừng làm họ cảm thấy lo lắng. Hãy thật sự tha thứ và quên đi. Thương yêu họ, cho họ cảm thấy như không có chuyện gì xảy ra, thì họ sẽ thay đổi. Có lẽ khó, nhưng quý vị là Phật mà. Quý vị làm những việc khó. Đôi khi nếu anh chị em đồng tu có gì đó chống đối hoặc xúc phạm mình, quý vị cố gắng nói lý lẽ với họ trước. Đừng lúc nào cũng đi báo cáo với liên lạc viên. Rồi liên lạc viên đâu biết gì đâu. Anh ta bảo vệ mà. Nếu chuyện thật sự hết sức xấu, thì dĩ nhiên mình ngồi xuống, bàn với nhau tại sao người đó tệ như thế, và họ có thể nào thay đổi hay không. Nếu thật sự không thể được, thì mới đuổi họ. Hãy nên nhớ chúng ta là một nhóm tu hành, một nhóm người thánh thiện. 우리는 수행 단체이고 성인의 단체라는 걸 잊지 마십시오. Hãy yêu thương hơn, khoan dung hơn. 사랑하고 더 용서해 주십시오. Mời người kế. 다음 질문이요.
Rất hân hạnh được gặp sư phụ, con là đệ tử mới thọ pháp tại trung tâm Vĩnh Động. Vào ngày 14 tháng 5, con xin hỏi sư phụ vài câu ngớ ngẩn, nhưng mấy điều này vẫn rất quan trọng đối với con. Khi con quán âm và quán quan thì rất khó cho con tập trung. Làm sao để con tập trung khá hơn? Đó là câu đầu tiên. Và cố gắng hơn nữa. Có công mài sắc, có ngày nên kim. Có nhớ lần đầu tiên khi quý vị cố gắng tập lái xe đạp khó như thế nào không? Phải cố hết lần này sang lần khác. Và rồi câu thứ hai, con biết rằng trong Thiên Chúa Giáo và Công Giáo có lời cầu nguyện kính lạy Cha, và trong Phật Giáo có tụng kinh và đại khái vậy. Người tu hành có thể tụng liên tục những điều đó để tâm được tập trung. Pháp môn Quán Âm chúng ta không có câu thần chú như vậy ạ. In Christian or Buddhism, they have some mantras to recite for concentration. Yeah. Don't you have anything like that? Pray prayers to God, something like that. How about the five? Chứ nằm hồng danh thì sao? Thử niệm đi. Vậy con xin hỏi sư phụ một câu hỏi khác. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu nhịn ăn và cầu nguyện suốt 24 ngày, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành ở nơi hoang vu một thời gian dài. Xin sư phụ chia sẻ với chúng con kinh nghiệm của Ngài với tư cách là người sáng lập pháp môn Quán Âm, được không? Like the great masters such as Jesus Christ and Buddha had practiced, for example, many years in desert, something like that. Do you also have some experience story for spiritual seeking? Kinh nghiệm về cái gì? Kinh nghiệm tâm đạo, tìm chân lý như các ngài đó. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tâm đạo. Những câu chuyện. Dạ, những câu chuyện. À, xin lỗi, tôi không có nhiều. Tôi khai ngộ nhanh quá. Trong sách Vấn Đáp quyển 3, sư phụ nói là đây đây, gọi có cuốn sách cho anh cả cuốn. Sư phụ biết môn phái Mật Tông không? Mật Tông biết. Trong Mật Tông họ nói rằng khai ngộ được thực hiện qua ý lực của người tu hành, hay là thực hiện qua sự gia hộ của chư Phật. À, trong sách Vấn Đáp quyển 3, sư phụ nói rằng Mật Tông thật sự là pháp môn Quán Âm. Pháp này có phải được thực hiện qua sự gia hộ của chư Phật không ạ? Phải. Cụ quý vị nữa, kết hợp cả hai. Vì quý vị phải tọa thiền, phải lắng tâm, thì Phật mới gia hộ cho mình.
có thọ phải người kế. Hôm nay có đủ thứ. Nào là mặt tâm Yogananda, Babaji, Kim Chi. Được rồi, ngồi xuống đi. Để mọi người có thể nhìn thấy tôi. Con mở một nhà hàng thuần chay, làm thức ăn theo yêu cầu khoảng 6 tháng trước. Sau khi thua lỗ rất nhiều vào năm ngoái, con không biết có phải do nghiệp chướng của khách hay không, nhưng điều đó thật sự rất khó khăn cho con. Kinh doanh không suôn sẻ nên con bắt đầu niệm năm hồng danh một tiếng mỗi ngày. Xin vui lòng dịch tới đây. Ai cũng nóng, để nó đi, được rồi. Con niệm lớn tiếng một tiếng đồng hồ mỗi ngày trước khi mở nhà hàng thuần chay. Con không gặp vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ, sau khi niệm khoảng 20 phút, có rất nhiều nước mắt, ngáp và đại khá gãy. Mặc dù cuối cùng con có thể nhập định, nhưng con muốn biết có phải là do nghiệp hay không. Maybe it's because of the karma of the guest. It's difficult for me to recite five names. And if I recite 20 minutes, I feel sleepy or I make yawning. And anyway, later on, I can get into the samadhi. But it's very difficult compared to the before operating the restaurant. Why is it happening? Buôn bán luôn luôn có trách nhiệm nặng nề, mạo hiểm lớn, nhiều lo lắng. Cho nên có lẽ đầu óc cô bây giờ phân tán nhiều hơn trước. Bất kỳ địa vị trách nhiệm nào cũng có gánh nặng của nó. Thành ra cô cảm thấy khó tập trung hơn trước đây. Nhưng vì nó mà nhiều người được lợi ích, vậy coi như đó là cái giá cô phải trả. Nhưng đừng lo, không sao đâu, ráng lên. Công việc nhà hàng cực lắm. Hy vọng cô thành công và kiếm được chút lợi nhuận. Con xin hỏi sư phụ một câu hỏi. Người ta nói rằng việc phân tích nhiễm sắc thể của con người gần như đã hoàn tất. Và con thắc mắc, không biết việc nhân bản vô tính con người, nhân bản nội tạng, mấy thứ này có được Thượng Đế cho phép không? Con muốn nghe quan điểm của sư phụ. Nếu cần làm vì lý do y học có thể được. Ý nói nhân bản vô tính đó hả? Bản sao con người? Sao chép để làm nội tạng mới? Dạ. Thế thì không sao. Vì lý do y học giúp con người bớt đau khổ thì không sao. Dạ, con muốn hỏi sư phụ một câu hỏi. Con không có nhiều thể nghiệm bên trong, nhưng con rất hạnh phúc và mãn nguyện mỗi ngày cứ từ khi con thọ tâm ấn. Con xin cảm ơn sư phụ về điều đó. Đó không phải là thể nghiệm sao? Khi con thiền quán quan,
thì Quán Âm cũng tự nhiên đến như thế, thì con có cần thiền Quán Âm riêng nữa hay không? When I do the Quan Quang, the Quan Yin is automatically done. Then should I do the Quan Yin also? Cứ tập trung vào Quán Quang và vẫn thiền Quán Âm. Phải. Đôi khi mình nghe âm thanh nhưng ánh sáng cũng tới. Đôi khi mình thấy ánh sáng nhưng âm thanh cũng tới. Đó là điều tự nhiên, nhưng mỗi lần làm một thứ thôi. Nhưng dù con có cố gắng tách nó ra cũng không được. Nó dường như tự nhiên đến và thật khó để tách riêng phần đó. It is difficult to divide it for me. À, thì khó. Difficult. Cứ hưởng thôi. Thế thì sao lại hỏi? Muốn ta tách ra cho cô sao? Dù gì vẫn phải Quán Quang và Quán Âm theo tỷ lệ, hiểu không? Đừng tranh luận với tôi. Đó là tốt cho chính quý vị. Nếu hỏi tôi thì hãy làm vậy đi. Dạ, con hiểu ạ. Cảm ơn sư phụ. Quý vị tu hành ra sao là cho chính quý vị, hiểu không? Phải, có người còn hỏi. Con ăn thuần chay ít thôi được không? Con thiền Quán Quang ít hơn thiền Quán Âm nhiều hơn được không? Quán Quang nhiều hơn, Quán Âm ít hơn được không? Rồi, đủ kiểu, quý vị tu hành đâu phải cho tôi. Tôi đâu mua bán gì với quý vị, cho nên đừng có mặc cả. Cứ làm theo cách quý vị được hướng dẫn. Tốt cho quý vị, thân thể, tâm trí và linh hồn. Quý vị giống như trẻ em. Mẹ bảo, này ăn chút rau, chất đạm thần chay cùng với cơm. Con không muốn ăn rau. Con ăn cơm thôi được không? Dĩ nhiên là được, nhưng quý vị không lớn. Đó là tốt cho quý vị thôi, hiểu không? Người kế. Con xin hỏi sư phụ một câu hỏi. Có rất nhiều nhóm tôn giáo khác nhau ở Hàn Quốc và điều con cảm thấy lần này, nhưng điều mà cá nhân con cảm thấy ngay cả trước đây là khi các nhóm tôn giáo khác nói những điều khá cực đoan, chỉ trích sư phụ. Mặc dù con cố gắng giải thích và nói về tính hợp pháp và sự tôn nghiêm của pháp mình, con cố gắng nói về điều này điều nọ, nhưng cuối cùng con cũng bỏ cuộc vì cuộc tranh luận cứ kéo dài tiếp tục, cho nên con có sự hoang mang và bực dọc cho con. Xin sư phụ cho con lời khuyên về những hành động mà chúng con có thể thực hiện. With the other religious people, and we easily get into arguing each other and conflict, and we try our best to persuade them, but it's difficult, and sometimes we feel confused and frustrated because of that. Do you have any good advice for us to make the situation get better? Anybody has good advice? 아, 그 lời 구인 나 hay không? 여기 좋은 사람 여기 있어요. Con nhận thấy rằng mình chỉ cần niệm năm hàng danh và nói ở một trình độ thấp hơn và chỉ nghe họ nói thì cuối cùng họ nói chán rồi thôi. Ý anh nói là niệm năm hàng danh khi nói chuyện với họ hả? Đúng. Và để họ nói. Cứ để họ nói chán, chê, mê, mỏi rồi họ đi. 네, 우리는 계속 오브를 외우고 그 사람들 계속 말하도록 놔주십시오. 우리 반응하지 말고 그러면 그 사람들 지쳐서 그만둘 겁니다.
Dù sao tôi đâu có bảo quý vị ra ngoài tranh luận với người ta hoặc cãi đạo họ đâu. Nếu họ hỏi thì quý vị chỉ nói à, chúng tôi làm gì, chúng tôi làm, quý vị làm gì, quý vị làm. Tôi tôn trọng đức tin của quý vị cũng nên tôn trọng đức tin của tôi. Xin lỗi, chúng tôi phải làm việc của chúng tôi. Thế giới tự do mà. Mình đừng cố gắng cãi đổi họ hay gì cả. Chỉ nói chúng tôi làm gì, chúng tôi làm. Và quý vị làm gì, quý vị làm. Không cần cãi đổi họ, đừng tranh luận với họ. Chị nói, chúng tôi có cái mới. Nếu quý vị thích thì đến, nếu không thích thì không đến. Như những nhà hàng khác nhau, nếu không muốn ăn thì đừng vô. Đừng có ráng cãi đổi họ hay gì cả, không cần. Người nào hiểu, họ sẽ đến. Đã có đông người rồi. Chúng ta đầy người rồi. Trung tâm nào chúng ta cũng phải dời chuyển hoài vì nhỏ quá. Thêm người thì phải tốn thêm tiền. Bây giờ mới 7.000 người mà Hán Thành đã tốn rất nhiều tiền rồi. Không phải sao? Muốn thêm người đến nữa thì không biết làm sao. Quý vị phải làm tổng thống đại Hàn mới được. Còn một điều nữa, chuyện gì tự nhiên đến thì tốt. Sao? Còn gì nữa? Vì chúng ta cũng là một nhóm tu hành, nên đôi khi con thấy một số đồng tu chúng ta tạm thời bị ma nhập. Trong những trường hợp đó, con thắc mắc, chúng ta có nên đối đãi với họ như bình thường không? Đối với con sợ phải nhìn vào mắt họ vì con cảm nhận được ngay khi nhìn thấy nó. Khi điều đó xảy ra, con muốn biết con có nên tạm thời tránh tiếp xúc với họ hay là con nên tiếp tục liên lạc với họ bởi vì con có mối quan hệ cá nhân nào đó. We sometimes have somebody possessed by entities. Sometimes we have conflict with them, and but I want to keep the personal relationship with the person. But sometimes I feel that I have to avoid the person. How can I deal with that? If you want to avoid, nếu muốn tránh thì tránh. 피하고 싶으면 피하십시오. Và đây không phải là câu hỏi, mà là một yêu cầu. Cá nhân con thọ tâm ấn vào năm 93, và con thọ tâm ấn khi cô ấy đang mang thai, và con của chúng con bây giờ đã 7 tuổi, cháu nghe cuộc điện thoại của chúng con nói rằng sư phụ tới. Thế là cháu nói, ý cha mẹ là sư phụ sắp tới à? Và cháu rất háo hức được gặp sư phụ. Và nói rằng cháu không muốn ở nhà một mình, cho nên cháu đã đến đây. Khi con đến đây, con thấy có những trẻ em nhỏ hơn và gia đình các em. Trong số những thành viên của chúng ta không thể thọ tâm ấn vì các cháu chưa đủ tuổi. Các em tụ tập riêng bên ngoài. Khi sư phụ đi ra, con xin hỏi sư phụ, liệu sư phụ có thể gặp các em một lát không? I have a 7-year-old child, but he couldn't come into this lecture. He is still in the small room, also with other small kids there. So could you please, when you go out, bless them? Okay. Được rồi, lát nữa, tôi biết có trẻ em ở đây. 여기 애들이 있는 건 알아요. Tôi sẽ gặp các em sau. Nếu quý vị phải hỏi điều gì thì hỏi điều cần thiết thôi. Bộ 질문하겠습니다. 아주 핵심적인 것만 하십시오. Tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng đang xảy ra ở đại hạn chứ.
Thưa sư phụ, con mới tu. Khi con thiền, quán quang và quán âm, từ đầu đến cuối, lúc nào con cũng chỉ thấy cảnh tượng trắng xóa. Có phải con bị tẩu hỏa nhập ma không ạ? I'm a new initiate. When I do the quan quang, everything I see is just white. Is it because I'm possessed? No, please. Không, không đâu. Làm ơn đi. Người nào bị ma nhập là vốn đã bị nhập rồi. Đôi khi họ vào nhóm chúng ta thì cần một thời gian mới chữa họ khỏi được. Tùy theo nặng thế nào. Nhưng không phải cô không bị ma nhập. Cô thấy màu trắng xóa chỉ là cô chưa đến các cảnh giới khác thôi. Thêm chút màu sắc vô là được. Nếu có người bị tẩu hỏa nhập ma, thì quý vị tập hợp lại với nhau, giúp người đó niệm năm hồng danh. Có khi nửa tiếng hoặc một tiếng, tới khi nào họ khá hơn thì thôi. Nếu họ không làm phiền ai hết thì không sao. Phải, thì sư phụ lúc nãy sư phụ nói không có nhiều câu chuyện như thế vì sư phụ khai ngộ quá nhanh. Chúng con cũng có thể làm được không? Ý con là nếu chúng con tu học để thành minh sư thì chúng con có thể đạt được điều đó khi sống trong xã hội thế này không? Before you said you have no experience story like Himalaya story because you got enlightened too quickly. Can I also have that? Nice. Up to you. Điều đó còn tùy ở quý vị. Nếu quý vị khai ngộ nhanh thì tốt. Nhưng mỗi người mỗi khác. Ngay cả Đức Phật và Chúa Giêsu cũng khác. Tôi cũng khác. Tôi không phải như Đức Phật. Ý nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi không phải như Chúa Kitô. Bởi vì tôi là tôi. À. Và điều đó làm đời sống thú vị. Sao? Ý cô ấy là gì? Cô ấy muốn được khai ngộ nhanh như tôi hả? Cô ấy đã khai ngộ rồi. Có điều tới một mức độ khác. Được rồi. Tôi có một chuyện nhỏ để kể quý vị, không biết có thú vị hay không? Chuyện rất ngắn. Sau khi khai ngộ, không phải trước đó. Ở Đại Hàn có người đã phát minh một cái máy rất hay. Nó có thể cho quý vị biết hết về DNA, bệnh tật của quý vị và mọi thứ. Và nhân tiện, nó có thể cho biết là mình đã khai mở máy lương xa và mở đến mức nào. Có lẽ quý vị đến đó kiểm tra xem sao nha. Lúc đó tôi rất mệt mỏi và một anh đồng tu biết có người có một cái máy như thế, người đã phát minh ra nó. Thế nên anh ấy lấy tóc của tôi và đem đến đó kiểm tra. Người đó không biết tôi là ai và anh đồng tu cũng không nói. Thế rồi anh ấy trở về với cả một danh sách tất cả các luân xa đã mở và tới mức độ cao nhất. Đó là câu chuyện của tôi. Cũng thú vị, người ấy đã tìm ra mã cơ thể. Mã cơ thể. Họ nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy mã cơ thể như thế này trước đây.
Và mã cơ thể này, bất kỳ ai có mã cơ thể này đều có thể khai ngộ bất cứ lúc nào, đốn ngộ. Nên có lẽ đó là lý do tôi đã khai ngộ quá nhanh, không có câu chuyện nào trước đó. Xin lỗi nha. Muốn trách thì trách mã cơ thể của tôi. Tôi nghĩ Đức Phật có mã cơ thể khác. Mã cơ thể của Ngài phải mất 6 năm mới khai ngộ. Mã cơ thể của tôi thì chỉ mất 6 tháng. Anh đồng tu đó đâu rồi? Tên gì nhỉ? Anh ấy đâu? Thôi, không sao. Anh ấy là một trong những đồng tu. Anh ấy lấy tóc của tôi chỉ để kiểm tra bệnh của tôi thôi. Và vị bác sĩ rất ngạc nhiên hỏi, đây là ai? Đây là ai vậy? Ông nói, trời ơi, thật vinh dự khi được làm việc cho một bệnh nhân như thế này. Bệnh nhân này là ai vậy? Vì quý vị cứ hỏi về chuyện này hoài, tôi cũng không biết giải thích thế nào. Có lẽ anh hãy giải thích đi, đưa cho anh ấy, đưa micro cho anh ấy. Hãy kể họ nghe tất cả những gì anh đã nói với tôi hôm qua. Kể họ nghe đi. Chỉ để kiểm tra bệnh thôi. Anh ấy nghĩ tôi mệt quá. Và anh có cái máy. Anh muốn kiểm tra tóc của tôi, bởi vì họ kiểm tra tóc của mình và có thể biết bệnh. Rồi biết rằng cơ thể khỏe, không có vấn đề gì. Tôi mạnh khỏe, chỉ mệt mỏi, thế thôi. Và sau đó nhân tiện, người bác sĩ, người khác, cũng là người tu hành, người ấy phát hiện ra một số. Hãy kể hết cho họ nghe về những gì anh đã nói với tôi. Kể tất cả được không? Tôi không nhớ hết những gì anh đã nói với tôi. Hãy lắng nghe. Có một cái máy tên là MRT. Đó là máy đo cộng hưởng từ. Nó đọc dữ liệu về con người. Anh lại đây. Vì vậy, mình có thể cho thứ gì đó như tóc hoặc nước tiểu vào máy. Và máy tìm ra đủ loại bệnh qua sự cộng hưởng. Và hôm qua, ta lấy vài sợi tóc của sư phụ. Dịch đi, dịch tôi nghe. Lát nữa nói cho tôi biết anh ấy nói gì. Thôi được. Tôi đến gặp người đã phát minh ra cái máy đó và yêu cầu người ấy thử nghiệm. Tôi nghĩ họ kiểm tra các luân xa, các số luân xa cho một người bình thường. Như 3, 4 hoặc 0 hoặc đại khái thế. Nhưng các luân xa của sư phụ, tất cả 7 luân xa, đạt tới điểm cao nhất là 21. Vì vậy, người ấy hỏi, trời đất ơi, cô ấy là ai vậy? Và người ấy cứ hỏi tôi mãi. Đó là một cái máy đọc tất cả dữ liệu trong cơ thể con người. Vì vậy, sư phụ nói rằng, máy này có lẽ đã được sử dụng trên thiên đàng rồi. Nhưng thật ra, trên thiên đàng họ không cần máy này. Họ có thể biết ngay lập tức, một khi họ có thể nhìn thấy. Và sư phụ cũng nói rằng người phát minh ra cái máy này chắc hẳn đã nhận được tài liệu từ thiên đàng, vì nó đã được sử dụng rất nhiều ở các thế giới khác. Và bây giờ nó được khám phá trên địa cầu này, sư phụ cũng miêu tả nó là một cái máy rất tuyệt vời. Và thật ra, điều làm người kiểm tra ngạc nhiên chính là mã cơ thể của sư phụ. Mã cơ thể của mỗi người mỗi khác có khoảng 64 mã số. Và người ấy nói mã số mà sư phụ có là rất đặc biệt, nhất là sau khi ngài đã kiểm tra điểm số của các luân xa. Ông đã nói riêng với tôi rằng thật vinh hạnh khi được kiểm tra một người như ngài. Tôi nghĩ sư phụ đã đề cập đến điều đó rồi. Tốt ha. Anh có thể dịch hết không? Một chút, dạ vắn tắt thôi ạ. Measurement stuff. The usual people have the chakra degree of 4 or 7, something like that, but you have 20 something. So he was 21. He was very surprised and he was very honored to have this kind of person. And he said this machine may be used in higher world already.
Oh, it's so very good of the person who developed invented this machine. Thế thôi hả? Ngắn vậy sao? 이게 다 된 거예요? Vâng, dạ, thế thôi. Quên về mã cơ thể hả? Bởi vì đó là lý do họ hỏi. Tại sao tao khai ngộ nhanh như vậy? Dạ, hồi nãy con vừa nói rồi. Con người chúng ta có thể được nhóm thành 64, thậm chí nhiều hơn, nhưng máy có thể giải mã được 64 loại mã số. Nó dựa trên 64 quẻ trong kinh dịch. Và trong số đó, có một mã số này, mã cơ thể của sư phụ. Rất rất đặc biệt và hiếm có, hầu như không thể thấy qua. Người ấy nói với tôi như vậy. Cho nên với mỗi mã số đó, con không biết có bao nhiêu người có những mã số đó, nhưng họ nói rằng những ai có mã số đó là những người có thể đạt khai ngộ ngay lập tức. Usual people code, body code can be divided into 40 or 64 systems. But your codes are very special, which he has not never seen before. And also he said he's very, very honored to see that. And the person who has this hair must be get enlightened immediately. Bất cứ lúc nào, họ nói bất cứ lúc nào. Và người phát minh ra cái máy đó cũng là người hành thiền lâu năm. Và người sáng lập công ty cũng là một hội viên chúng ta. Tôi không thể nói quý vị biết là ai, nhưng sau này quý vị sẽ biết. Người đã phát minh và điều hành cái máy đó cũng đang tu hành và thiền định giống chúng ta. Và có lẽ đó là lý do họ đã phát triển được máy đó đặc biệt đến mức đa số con người không thể nghĩ tới. Practitioners like us. Maybe that's why they made some special thing, not ordinary one. Người đó không phải là đệ tử. Người ấy không biết sợi tóc đó là của tôi. Chỉ sau khi có kết quả, vị bác sĩ đó mới hỏi, à, người này là ai vậy? Người này là ai vậy? Nhưng tôi phải bảo anh đồng tu giữ kín. Hôm nay quý vị ép tôi 2-3 lần vì lý do tại sao tôi khai ngộ quá nhanh. Còn quý vị không khai ngộ nhanh như vậy nên tôi quên mất buộc miệng nói ra. Không có gì bí mật, không gì hết. Chỉ vì lúc nãy anh ấy nói gì? Anh ấy muốn nói gì đó? À, dạ không, con nói hết rồi á. Nói hết rồi à? Rồi anh ấy có nói gì mà anh quên thông dịch không? Câu cuối cùng. Dạ không, con nghĩ đó có lẽ điểm lương xa là bao nhiêu. Khi chúng ta nhìn vào ảnh của Đức Phật hoặc Chúa Giê-xu, có vần hào quang phía sau các ngài như thế này, gọi là hào quang. Con nghĩ đó có lẽ cái máy này cho thấy bằng số điểm. Mặc dù chúng ta không thể thấy hào quang bằng mắt phàm, nhưng khi kiểm tra qua máy cộng hưởng từ thì nó cho thấy số điểm cao nhất của sư phụ. Khi chúng ta nhìn pháp tướng của sư phụ như thế này, quý vị sẽ thấy có vần hào quang. Con nghĩ ý nghĩa là vậy. He thinks the chakra number may be the halo behind an enlightened master, the aura. So the chakra number is measured by the aura by the machine. Can measure, yes. Có thể đo được, đúng. Máy này rất tân tiến, không phải ai cũng sử dụng được. Nhưng 이 기계는 아주 진보한 것입니다. 아무나 이 기계를 사용할 수 없죠. Người ấy chỉ tình cờ phát hiện ra điều này thôi. Chúng tôi không có cố ý tìm hiểu về điều này. Chỉ tình cờ phát hiện ra thôi. Yeah, 이거는 근데 이 기계는 우연히 발견한 것입니다. 우리가 찾으려고 노력한 게 아니었죠.
Bởi vì Ngài ấy có lẽ tìm thấy rằng mã cơ thể đó rất hiếm, nên Ngài ấy tìm hiểu về những điều khác và nghiên cứu thêm. Chứ chúng tôi chỉ gửi sợi tóc tới đó để xem có bệnh gì không, bởi vì lúc đó ta mệt quá. Và có lúc thì nóng, có lúc thì lạnh, nóng lạnh, nóng lạnh, thay đổi quá nhanh. Và tôi liên tục thay quần áo, thay tới, thay lui. Tôi cảm thấy quá khác thường, cảm thấy rất mệt. Cho nên anh đồng tu lo rằng tôi mắc bệnh gì nghiêm trọng. Anh nói rằng ở Đại Hạn, họ đã phát minh ra một cái máy rất hay, có thể tìm ra bệnh qua sợi tóc. Vì vậy, anh xin tôi vài sợi tóc, nên tôi cắt vài sợi và đưa cho anh. Và để nhỡ ra, vì tôi đã nhuộm tóc, có lẽ không chính xác. Vài thường trú có tóc cũ của tôi, tóc đen dài, nên tôi đã đưa cả hai. Và hai loại tóc đều có kết quả như nhau. Vì vậy, tôi rất vui mừng. Tôi rất phấn khởi. Một khi anh ấy giới thiệu với tôi cái máy này, tôi biết máy đó là gì. Tôi rất mừng cho Đại Hàn là họ có một cái máy như vậy. Nó không đến từ thế giới này. Nó được truyền tải qua người này để sử dụng, để giúp nhân loại trên thế giới này. Tuy nó không phải là cái máy tốt nhất, cao đẳng nhất ở các thế giới cao hơn, nhưng nó hữu ích cho thế giới này. Người ấy là người rất hiếm. Người ấy là khoa học gia đến từ một thế giới khác. Nhưng dĩ nhiên tôi không thể chứng minh cho quý vị. Không sao. Tôi chỉ nói với anh đồng tu thôi. I love my mother, I love my father, I love my brothers and love my sisters. I love my friends and relatives too, but I forsake them all because of you.